À, chào mừng anh chị và các bạn trở lại với kênh Vũ Tuấn Cổ phiếu Kim Cương Ở à, Trong buổi tổng hợp thị trường ngày mùng 4 tháng 3 Nhận định thị trường và các cổ phiếu ngày mùng 7 tháng 3 năm 2022 à, Thì các anh chị nếu mà theo dõi kênh à, của mình một thời gian dài rồi Hoặc là có thể ở trong các cái group về Zalo hoặc là Telegram Thì các anh chị cũng thấy là cái cách phân tích và nhận định của mình Nó rất là khác biệt với hầu hết tất cả những kênh khoán trên thị trường hiện nay bởi vì sao bởi vì mình hướng đến cho các anh chị một cái chất lượng thông tin ở cái mức hiệu quả cao nhất cái thứ hai là tiết kiệm thời gian nhất của các anh chị mỗi một bản tin mình sẽ cố gắng làm trong vòng từ 5 đến 10 phút thôi và ở đây là sẽ loại bỏ tất cả những cái thứ lan man không cần thiết mà ảnh hưởng đến cái việc ra quyết định của các anh chị và cái cách phân tích của mình thì dựa trên cái phương pháp phân tích Ken uh, slim là cái phương pháp về đầu tư tăng trưởng và phương pháp VSA thì nó là kế thừa và gọi là Việt Nam hóa ở theo cái cách của thị trường Việt Nam với hai phương pháp đó thì hàng ngày thì mình cũng để phân tích rất là ngắn gọn theo từ thị trường đến các cái nhóm ngành và các cổ phiếu thì những cổ phiếu ở đây các anh chị có thấy hàng ngày đều có những cổ phiếu như thế này. Thì những cổ phiếu này là những cổ phiếu đó là những cái viên kim cương mà đang hoạt động rất là tốt ở trên thị trường hiện nay thì đi vào nhận định thị trường cho ngày mùng 7 tháng 3 sắp tới thứ hai sắp tới thì anh chị thấy là thứ nhất là bao giờ mình cũng phân tích về thị trường chung thị trường chung ở đây thì chúng ta sẽ không phân tích bằng vĩ mô chúng ta chỉ phân tích bằng kỹ thuật thôi tại vì mọi thứ nó sẽ nằm ở trên kỹ thuật dòng tiền hành vi của những cái nhà đầu tư lớn tâm lý của những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ thì nó sẽ nằm ở đây và các cái ngưỡng kháng cự hỗ trợ thì nó sẽ phản ánh những cái giới hạn về mặt tâm lý của các nhà đầu tư thì đầu tiên các anh chị nhìn vn index thì với cái phiên giao dịch ngày mùng bốn tháng ba thì là gần như đi ngang không sự gia tăng ở khối lượng ở mức tương đối mức tương đối và nó đang trên đường trung bình MA10 và cả trung bình MA20 nhé VN30 thì là tăng 0,2% dưới đường trung bình MA20 mà màu đỏ và trên đường trung bình MA10 các anh chị thấy đối với VN Index cả VN30 hiện nay thì nó vẫn đang trong một cái xu hướng lên nếu các anh chị uh, tham chiếu từ cái thời điểm tháng 7 tháng 8 thì nó vẫn truy trì một cái xu hướng lên Khá là nhẹ nhàng đúng không Và gần đây thì nó đang ở trong một cái duy trì một cái xu hướng lên nhẹ sideways. Vẫn giống như các cái nhận định ở các cái phiên trước thôi. Hàng ngày các anh chị thấy là bản thân là mình thì nhận định cho các anh chị một cái cách nó trung lập, nó ổn định và nó hiệu quả. Đúng không ạ? Thì nó vẫn là là như cái nhận định của những cái hai ba phiên liền trước. Thị trường thì đang dao động ở trong cái biên độ vừa phải lên xuống cái đường trung bình MA20. Nó đang là một xu hướng lên yếu cơ bản gọi là sideways app index và hn index thì tương tự cũng vậy app index thì có vẻ tích cực hơn đối với vn index hn index cũng vậy anh chị thấy nó đang đi lên đây là một cái trend đi lên và đây là cả một cái đoạn trên dài thì nó là đi lên Với các bạn, cái nhận định của chúng ta là thị trường đi lên nhẹ nhàng lên nhẹ nhàng vẫn có những cái cơ hội kiếm lợi nhuận đây là một cái chỉ số mà mà nó riêng biệt các anh chị sẽ không thấy ở đâu đây là thống kê cái số lượng các cổ phiếu tốt và điểm bình quân của các cổ phiếu thì các chị thấy là số lượng cổ phiếu tốt hiện nay là 287 cổ phiếu thì sau một vài phiên có sự giảm bớt các cổ phiếu hoạt động tốt thì có sự gia tăng trở lại điểm số trung bình thì vẫn đang đi lên rồi tóm lại thì cái nhận định của chúng ta về thị trường và cái chiến lược hiện nay là như thế nào thì thị trường là vẫn trong cái giai đoạn xuống đi lên yếu và chúng ta sẽ có thể cái chiến lược có thể là vẫn tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu mạnh Tuy nhiên là ở mức tỷ trọng vừa phải Không nên là đầu tư margin quá lớn Và tiếp tục có thể xem xét mua thăm dò Chị nhé Tiếp theo là mình đi đến nhóm ngành Nhóm ngành Thực tế thì bao giờ mình cũng sẽ phân tích ở đây này Các anh chị thấy là mình sẽ có những cái bộ lọc ở đây mình sẽ có những cái bộ lọc ở đây để lọc ra các cổ phiếu và các cái nhóm ngành Hoặc là có thể nhìn dạng đồ thị Thì mục đích chúng ta tìm ra các cái nhóm ngành mạnh Nếu thị trường là mạnh và là đi lên thì chúng ta sẽ tìm được những cái nhóm ngành nghề mà mạnh hơn thị trường chung nó mạnh hơn thì nó sẽ tiếp tục mạnh tiếp bởi vì nó đang phải bù trừ để bù cho những cái nhóm yếu hơn thị trường chung đúng không sau đó thì chúng ta sẽ đi tìm các cái cổ phiếu mạnh nhất sau đó sẽ đi tìm các cổ phiếu mạnh nhất thì nhá thì hiện nay các cái nhóm ngành nào mạnh thì các anh chị có thể thấy là những cái nhóm ngành mạnh này những cái nhóm vào đây này nhóm vào có số 1 này, này, đấy những cái nhóm ngành mạnh các anh chị có thể thấy là hiện nay những cái nhóm mạnh thị trường chung nhá đây chỉ nói nhóm ngành nghề nhá bán lẻ này hỗ trợ kinh doanh này chứng khoán vận tải này hóa chất này khai thác than này nông sản này thép này vận tải biển là những cái nhóm chính những cái nhóm này là mạnh thị chung thì tuy nhiên trong các cái nhóm mạnh thị chung thì chúng ta phải tìm cổ phiếu như thế nào Như là chúng ta phải tìm những cái cổ phiếu mà nó phải là mạnh nhất nó phải là những cái cổ phiếu mạnh nhất ở trong những cái nhóm ngành mạnh nhất đúng không ạ chúng ta ưu tiên nhất tiếp theo nó sẽ là những cổ phiếu mà đang là những cổ phiếu đi lên rất là mạnh. Các anh chị thấy là mình tách ra làm hai nhóm, mình mới sửa lại cái tiêu đề một chút ở đây. thì cái nhóm này này là cái nhóm mà cổ phiếu cancelim mà dòng tiền vào rất là mạnh. thì đây là những cái cổ phiếu kênh trên xuống lên và đi lên rất là mạnh. chị nhé. thì trong cái nhóm cổ phiếu cancelim dòng tiền này thì mình, các anh chị nhìn đây nó sẽ có kim cương này Hoặc là ok này. thì nếu các anh chị nắm giữ những cổ phiếu mà có chữ kim cương này thì là những cái viên kim cương rất là tốt, là những cổ phiếu tốt nhất. Đúng ạ yếu hơn cái nhóm cổ phiếu kim cương là cái nhóm mà ok thì là nó là những cổ phiếu rất là mạnh như có thể nhóm ngành nó chưa rõ nét Nhóm ngành nó chưa rõ nét thì anh chị nắm giữ cũng ok Đấy trong cái nhóm cổ phiếu can slim dòng tiền này thì đây là những cổ phiếu mà nó khá là gần nền các anh chị có thể mua được Ví dụ là cái này là mua ở phiên uh, mùng 4 là chúng ta mới mua đúng không ạ Có thể mua được VDS này có thể TSC này TTF và BAF là những cổ phiếu mua được Đấy. ngoài ra thì cái nhóm mà cổ phiếu yếu hơn một chút đối với dòng cái slim tức là có thể nó chưa vượt nền hoặc nó chưa bứt lên đỉnh những cái đỉnh lịch sử cũ thì hoặc là đâu đó nó mới ở, ở trong những cái giai đoạn mà cổ phiếu đang bắt đầu tích lũy lại và có thể quay trở lại một chặng đường mới thì ở đây thì chúng ta sẽ gọi là cổ phiếu viết hay dòng tiền thì nếu mà hoạt động ok thì cái chúng ta sẽ coi là ok thì đây là những cổ phiếu mà các anh chị có thể nhìn thấy là nó đang khá là ok bao gồm từ DGW này, ES, MBS các thứ đấy. thì những cái này, cổ phiếu này thì là mình sẽ chọn là những cái nhóm ngành mạnh, nhóm ngành nhóm ngành mạnh và cổ phiếu thì tương đối mạnh cũng chưa phải là có mạnh. đó thì các anh chị xem kênh thì các anh chị có thể dừng cái đoạn này lại để các anh chị xem, các anh chị dừng đoạn này để các anh chị xem các cái cổ phiếu, anh chị nhé. thì đây là những cổ phiếu tốt nhất thì mình ưu tiên nhất các cổ phiếu này. thì các anh có chị có thể nhìn những cái cổ phiếu kim cương này. Thì ở các trong các cái bản tin trước trong tất cả những bản tin trước thì bao giờ mình cũng có cái đấy nó là cái nhóm bên cùng góc trái phía trên này nhóm nắm dưới này đấy thì các anh chị thấy là những đây đều là những cái viên kim cương mà nó không phải là viên kim cương trong vòng một ngày hai ngày nha các anh chị đừng có nghe các bạn à, xui là bắt đáy nào kia thực ra đầu tư giao dịch của đấy rất là nguy hiểm Các anh chị em 50-50, 50-50 đây là những cái viên kim cương này nó không phải nó lên cho chúng ta một hai ngày mà nó lên cho chúng ta vài tuần thậm chí vài tháng và cho chúng ta những khoản lợi nhuận rất là lớn các anh chị thấy ví dụ như DQC này cho các anh chị những khoản lợi nhuận là nếu các anh chị mua đúng điểm mua đúng không ạ cho chúng anh, các anh chị những cái lợi nhuận khoảng bốn năm phần trăm pet này cũng thế bốn năm phần trăm rất nhiều cổ phiếu rất là mạnh FRT này thế này đúng không đây đây không không có gì là là thần bí hay là bí mật cả đúng không nó đều là những cái thứ hiển nhiên hiển nhiên thấy đúng không các anh chị thấy nó rất hiển nhiên đúng không ạ thông thường thì cách mà những nhà đầu tư mới đặc biệt những nhà đầu tư f0 mà nghiên cứu về chứng khoán đó, thì chúng ta thường đi tìm những thứ uh, nó có cái gì đấy mà nó thần bí có, có những thứ gì đấy mà mang tính chất rất là uh, nói chung là nó rất là theo cái cách mà 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 rất là uh, cách chị tìm kiếm những cái gì đấy liên quan đến thông tin doanh nghiệp những cái gì liên quan đến bí mật kinh doanh của doanh nghiệp hay những cái gì cái tin tức mang cái tính chất nghe có vẻ thì rất là thần bí nhưng mà thực tế thì mình thấy nó rất nó rất là là là, không hiệu quả nó thật nó không hiệu quả và nó sẽ làm cho chúng ta bị cảm tính rất nhiều không sẽ không giữ được cái lập trường cái phương pháp đầu tư của mình để có rất nhiều anh chị lúc đầu mình cũng chia sẻ cái phương pháp đầu tư này thì phân tích đi theo cái con đường khá là đúng hướng sau đó là đi theo các cái nhóm về bang phái về đầu tư giá trị hoặc là những cái nhóm bang phái để gọi là làm sao tiết kiệm thời gian một tí khôn hơn một tí nhanh hơn người khác một chút và đâu đó thì mọi người gần như đi lạc lạc hết những cái cái phương pháp lạc lối và càng ngày thì mọi người càng bị bản năng và khi bản năng chúng ta sẽ thất bại thì có một cái điều mà mình cũng nói nhiều với các anh chị kênh kênh trước thì mình gọi là cổ phiếu kim cương bây giờ mình sẽ gọi theo tên uh, là đổi tên thành uh, vũ tuấn official thì tuy nhiên là cái cái bản chất các cái nội dung của phiếu tìm kiếm ở đây thì đều là những cổ phiếu kim cương do vậy mình vẫn duy trì có một cái cái thương hiệu là cổ phiếu kim cương nó là một cái thương hiệu riêng ở kênh vũ tuấn anh chị nhé thì mình sẽ duy trì cho nó rất là đơn giản đơn giản đến nỗi không thể đơn giản hơn được nữa đúng không ạ tất nhiên là để mà chúng ta nói một hai câu đơn giản như thế này thì nó cũng cũng không phải là đơn giản đúng không ạ nó không phải là đơn giản thì mình sẽ trở lại kỹ thuật để cho các anh chị xem nó sẽ khá phức tạp hơn một chút nhưng mà cái mà mình, mình muốn sâu cho các anh chị ở đây thì sẽ có hai cái nhóm các anh chị thứ nhất những cái nhóm anh chị mà đã hiểu biết về phương pháp canceling một viết đây rồi ấy, thì các anh chị nhìn đây các anh chị có thể hiểu được là tại sao mình lại chọn những cổ phiếu như thế này tại sao mình lại quản lý những cái viên kim cương như thế này đúng không còn đối với những anh chị mới thì có thể là các anh chị sẽ trải nghiệm để xây dựng những cái niềm tin có thể là test có thể là kiểm chứng từ đó có thể giao dịch thực chị nhé từ giao dịch thực đây không phải là những cổ phiếu ăn may mà nó không phải là những cổ phiếu ngẫu nhiên nó là những cổ phiếu được phân tích định lượng một cách rõ nét trên hai nền tảng phương pháp là Ken Slim và viết đây anh chị nhé thì chúng ta sẽ đi lần lượt các cổ phiếu thì các anh chị thấy thứ nhất là mình sẽ review mình sẽ review nhé nó là đồ thị tắt đây đi nó là đồ thị của các các cái viên kim cương này đúng không đồ thị của các cổ phiếu OK này Ken OK này và đồ thị của các cái cổ phiếu mà gọi là viết A đi dòng tiền có dòng tiền đây là một đều là những cổ phiếu có dòng tiền vào hết và tăng trưởng hết những cổ phiếu này tiếp tục chúng ta quản lý như thế nào thứ nhất là FRT thì các chị tiếp tục nắm giữ thôi không có đề gì cả nó đang chạy nước rút chúng bị chạy nước rút nhé yeah. DDG là cổ phiếu này thì là nắm giữ ok nhé yeah. nắm giữ ok khối lượng chỗ này thì nó không hình thành rõ nét nhưng mà nó hình thành một cái trend lên mua khá là tốt với cái dòng ở đây là cái dòng nhóm ngành là các linh kiện và thiết bị điện cái cách phân loại này thì là mình đang lấy theo cái phân loại của Fian nó cũng khá ổn nó không thực sự là perfect nhưng mà nó cũng khá là ổn và chúng ta có thể dùng được tiếp theo là cổ phiếu VDS VDS là nhóm chứng khoán đúng không ạ nhóm chứng khoán thì thật này khá là đơn độc tuy nhiên cả nhóm chứng khoán thì nó cũng đang đi lên nhưng mà cổ phiếu vượt nền thì chỉ có VDS thôi thì các anh chị đang nắm giữ được nhé có thể mua được Đây là được dịch vụ vận tải HAH đúng không các anh chị thấy rất là ổn đúng không chạy rất là ổn hh ừ. thì mình cũng khuyến nghị mua rất là nhiều rồi nhé. Tất cả những con khuyến này đều khuyến nghị mua rất là nhiều. Các anh chị xem lại những cái cái file mà mình hay gửi hàng ngày này. Tuy nhiên đối với anh chị nhóm vip thì mình mới gửi file excel. Còn đối với các anh chị ở cái nhóm bình thường thì mình có gửi ảnh hàng ngày hoặc là làm video hoặc gửi ảnh hàng ngày thì anh chị xem lại. đều khuyến nghị rất là nhiều. H, vds, hh khuyến nghị rất nhiều nhé. Đấy. Dcm, dcm thì không không phải là quá đẹp tuy nhiên là nó đã vượt được các cái đỉnh cũ và hiện nay nhịp chạy khá là tốt anh chị nhé đây là một cái giai đoạn nó tích lũy này nếu mà anh chị nào không kịp mua nhịp này thì có thể chờ nó tích lũy lại ở đoạn trên và mua đánh ở cái nhịp hai thì cũng vẫn ok nhưng mà hiện nếu đã mua rồi thì nắm giữ là rất là tốt rất là đẹp nhé yeah. DC này ok nhé các anh chị có thể mua thêm được dòng tiền vào rất là tốt chạy tốt này DPM ok DPM chúng ta cũng phát hiện ra những cổ phiếu này và cũng khuyến nghị các anh chị mua cổ phiếu này đúng không ạ hiện nay nắm giữ đều cho những cái lợi nhuận rất là ổn VLP À, các anh chị ý một chút nhé. Các anh chị chỉ nên mua những cái cổ phiếu mà có cái chữ mua ở đây thôi. Các anh chị không nên mua những hoàn toàn các cổ phiếu kim cương. bởi vì sao? Bởi vì có những cái viên kim cương nó đã tăng giá khá là nhiều rồi đúng không? Nó chạy khá là mạnh và nó khá xa nền rồi thì chúng ta không mua nó. Chỉ mua những cái cổ phiếu mà có cái chữ mua ở đây thôi. Tiếp theo này VPG. VPG này thì nó có, trước đây nó là cổ phiếu cũng có tính bao cung hơi khá. Nhưng bây giờ nó cũng đỡ hơn. Tuy nhiên là các anh chị mua cổ phiếu này thì cũng cũng được. Cũng được nắm giữ ok và mua thêm cũng được nó cũng khá là gần nền TVD TVD thì chúng ta sẽ không mua nữa nhưng nếu anh chị mua ở đoạn dưới này thì là ok nắm giữ ok nhé cho lợi nhuận cũng khá TTF ok nhé các anh chị có thể mua và nắm giữ được ACL ok nhé chạy rất là tốt đúng không đây là những cái điểm mua bùng nổ này chạy rất là ok nắm giữ ok hiện nay chúng ta không mua nữa BAF BAF thì hai điểm này các anh chị đều có thể mua được NV, NV thì đây thì bùng nổ vật nền thì hiện nay đang hoạt động ok các anh chị có thể mua và nắm giữ VHC, VHC thì các anh chị xem lại đúng không chúng ta đều có những cái khuyến nghị cổ phiếu này cũng rất là nhiều lần rồi nay chạy rất là ổn nắm giữ ok nhé đấy ASP ok nhé nắm giữ ok Gil cổ phiếu Gil này cũng khuyến nghị các anh chị rất là nhiều rất là nhiều ngày các anh chị có thể xem lại tất cả những ngày đều có những cái sự khuyến nghị định luôn rất nhiều các anh chị cũng cho anh chị lợi nhuận lợi nhuận ok DQC này DQC này được khuyến nghị rất nhiều đúng không các anh chị thấy là DQC, DQC xuất hiện thường xuyên ở trong cái nhóm cổ phiếu mạnh và nhóm cổ phiếu nằm giữ đúng không ạ này nay chạy nước rút là, rất là ổn nhưng mà cũng sắp chốt được rồi cổ phiếu này sắp chốt được rồi nếu các anh chị chốt ở trong này là chạy nước rút thì khoảng một hai phiên nữa có thể chốt được còn nếu các anh chị giữ thì các anh chị có thể chờ bao nó có up thread. Up cộng một phiên bán ra mạnh thì có thể bán hoặc nó ba 10 thì các anh chị có thể bán PVC này cũng ổn này, nắm giữ mua điểm mua bùng nổ cho lợi nhuận rất cao, cho lợi nhuận oh, 50,6%. Nếu các chị mua ở phía này giá là 17,8 đúng không ạ? Về giá 60%. PVT OK nhé, cũng mạnh, nắm giữ OK. PVS OK, nắm giữ OK. nhưng của phía này chúng ta sẽ không mua nữa nhé, vì nó sát nền rồi. Nắm giữ OK. PVD nắm giữ OK nhé, chưa ảnh hưởng gì đâu. Các chị thấy nó bán ra đây nhưng mà chưa vấn đề gì. VVT ok nhé VTO vận tải biển đúng không các chị uh, mua ở phía này nắm giữ ok nhé ok đây là một cái áp thớt nhẹ nhưng mà không vấn đề gì DG DG này thì nó không phải thuộc nhóm cổ phiếu nhóm 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 bất động sản này thì nó không phải quá mạnh nữa rồi nó không phải quá mạnh nữa rồi nhưng mà à, các anh chị à, nắm giữ vẫn ok nhé nắm giữ ok HDG ok nhé cũng rất là chạy rất là ổn HDG và DG rất là ổn mình mua cổ phiếu HTG này từ cái thời nó kiệt vô ở tận dưới này cơ đúng ạ? sau đó nó cũng chạy nó cũng chạy nhưng nó hơi chậm bởi vì dòng bất động sản đấy nó hơi yếu HT6 này ok nhé nắm giữ cũng ok VPI này ok nhé nắm giữ ok OCH OCH này thì hơi lọc mặc dù nó đang cổ phiếu đi lên và đồ thị thì cũng tương đối nhưng mà nó lọc cũng chặt DAH mấy cổ phiếu dưới này thì không phải là thuộc cái nhóm đẹp rồi nó là nhóm bình thường nhưng mà như anh chị nằm giữ thì vẫn ok nhé agm là ok này fmc này ok này nằm giữ ok này vxt là ok này Đấy, vtc này các anh chị nằm giữ ok dòng tiền vẫn đang vào này khối lượng gia tăng liên tục này dst này ok này cái nhóm ngành xây dựng này thì không phải quá mạnh nhưng mà dst này là cổ phiếu rất là mạnh bản thân mình cũng mua dst từ những cái thời của kiệt vôn mình mua từ những giai đoạn này cũng có cổ phiếu này Đấy, hút hút cũng vậy nhé hút chạy rất là tốt rất là mạnh vg cũng thế các anh chị nắm giữ ok nhé tất cả những cổ phiếu đều nắm giữ được vne thì đây là điểm mua vùng nổ nên nó điểm mua vùng nổ hôm hôm 4 tháng 3 tức là hôm ngày hôm qua này, thứ 6, ngày thứ đấy thứ sáu hôm nay thứ bảy tng này các anh chị cũng có thể mua được nhé klb này thì nó lòng acc này thì cũng lòng pet pet thì là là cổ phiếu mà mình cũng khuyến nghị các anh chị rất nhiều từ những cái giai đoạn đây đúng không ạ và cũng cho các anh chị lợi nhuận khoảng bốn chục phần trăm hiện nay thì nó không phải là quá đẹp nữa các anh chị nắm giữ cũng được nó vẫn chưa thủng ba mươi đâu nhưng vẫn ok oi oi cũng hơi lòng oi hơi lòng br thì oi mới br hơi lòng vvb này cũng ok này nắm giữ được đó những cổ phiếu bên dưới này thì yếu hơn một chút nhưng mà đều được anh chị nhé Ê, IEG MBS này, ok này chưa vượt đỉnh cũ nhưng mà trong cái giai đoạn tích lũy này thì nó đang là vượt những cái cái vùng tích lũy đấy DXP MAC CSV thì đều vượt vùng tích lũy hết chưa vượt đỉnh cũ nhá nó là cái nhóm hai thôi đây là nhóm hai này thì đều là thuộc những cái nhóm ngành mạnh nhưng mà cổ phiếu chưa vượt đỉnh cũ đó thì đó là các cái nhận định và khuyến nghị uh, trong cái nội dung ngày mùng 4 tháng 3 và nhận định cho ngày mùng 7 tháng 3 sắp tới thì cái chi tiết các anh chị có thể nhìn ở đây nhé anh chị nhìn đây kim cương là nhóm số 1 ok là nhóm số 2 đúng không ạ và ok này là nhóm số 3 thì các anh chị theo một nguyên tắc đơn giản như vậy thôi Nha, chúng ta sẽ đi từ thị trường chung đưa ra kết luận chiến lược xong rồi tìm ra các nhóm ngành nghề đúng không ạ xong rồi tìm ra đặc tính cổ phiếu anh chị nhé mình thì không muốn đi lan man hoặc là phân tích Giờ dẫn các anh chị theo những cái hướng mà mà mà, mà, mà gọi là marketing thực ra mình thì chỉ muốn là chia sẻ cái thông tin để cho các anh chị để các anh chị đầu tư hiệu quả và hàng ngày thì mình dùng chính những cái phân tích này để cho phục vụ để quá trình đầu tư của mình đó là cái, cái mục đích chính sau đó là chia sẻ với các anh chị mình sẽ không đi theo hướng gọi là nói nhiều nói lắm và theo hướng là phân tích à, cái nọ trộn cái kia đúng không nếu mà muốn phân tích như thế này cho nó hay thì hoàn toàn mình có thể trộn một vài những cái thông tin cơ bản một vài thông tin vĩ mô và một vài câu chuyện vào đây thì các anh chị thấy nó rất là hay ngay đúng không nhưng mình muốn cho các anh chị đi theo những cái hướng bản chất thực sự hiệu quả không muốn cho các anh chị là bị xa đà vào các cái phân tích mà nó không hiệu quả. Thì đó là các cái nội dung phân tích của uh, nội dung uh, nhận định thị trường ngày mùng 7 tháng 3 sắp tới. Thì hy vọng phần nào giúp ích cho các anh chị trong hoạt động đầu tư của mình. Thì các anh chị uh, đừng quên uh, subscribe kênh và nhấn nút quả chuông để nhận các bản tin mới nhất. Ok, cảm ơn các anh chị. Chúc các anh chị cuối tuần vui vẻ.